Hello anh em, chào mừng em đến với tựa game Lay Together. Và ok, hôm nay ở video này thì mình sẽ nói về cái vấn đề mà lúc mình hay bị anh em. Đó chính là đang chơi được có chút xíu là nó sẽ bị văng game ở ngoài anh em. Thì mình đã tìm được cái cách khắc phục anh em. Thì đầu tiên anh em chúng ta sẽ ra ngoài màn hình chính và anh em đích chuột phải vô, anh em chọn vô cái cạc màn hình anh em, cạc màn hình nè. Thì anh em nếu mà sử dụng cạc gì đó thì anh em sẽ chọn dưới cạc đó. Và anh em sẽ chọn vào trong cái Manager 3D setting nè. Anh em chọn qua cái Google Game setting nha. Ở bên đây thì nó sẽ chỉnh là toàn bộ tất cả các game luôn. Còn bên đây anh em sẽ chọn qua cái Google Game thì anh em sẽ chọn cái phần mềm giả lập mà anh em đang chơi trên máy tính thôi. Thì hiện tại thì bây giờ mình đang chơi đó chính là cái phần mềm giả lập LD Layer. Đó, thì ở đây anh em thấy không? Đó. Tên là layer nè, .se nè. Đó, thì bây giờ mình đang để sẵn luôn này. Anh em kéo xuống bên dưới và anh em sẽ chọn cái này là anh em bước maximum là 16x nha. Nó mặc định là chỉ có 2x thôi. Nó không có đủ lót nha mà. Đó, thì mình sẽ chọn xuống 16x luôn. Còn ở cái anti-aliasing anh em mod nè. Thì anh em sẽ chọn xuống cái enhance này nè. Đó, anh em chọn xuống cái này và ngay chỗ cái này thì anh em để vẫn là 2x thôi anh em. Hoặc là anh em để 8x thì cũng được, tùy anh em. Nó cũng không ảnh hưởng đến máy anh em. Rồi thì mặc định này thì nó sử dụng là View Global Setting là, và mặc định là 2x. Mình chọn xuống cái 2x của cái Vega của mình, gạt màn hình của mình luôn. Còn dưới đây là CUDA thì mình sẽ chọn On luôn. Đây, CUDA mình sẽ chọn xuống cái gạt màn hình của mình nha anh em. Đó, mình sẽ chọn xuống gạt màn hình của mình để tối ưu quá hình ảnh không bị văng nữa. Còn cái Latency mod nha anh em. Latency mod mình sẽ chọn on nha anh em, mình sẽ chọn on nha, chứ đừng chọn ultra nha anh em, chọn on được rồi. Đó. Ở dưới đây multi frame nè. Chọn on luôn. Rồi mở cái GL nha anh em, thường cái giả lập nó hay sử dụng cái GL nè. Rendering GPU nó sử dụng cạc màn hình để mà rendering. Tại vì hôm bữa mình không có mở cái này anh em, cho nên là nó không có rendering nổi cho nên nó bị hay bị văng anh em, nó bị out game á. Thì cái game Lay Together á dạo này nó nặng lắm anh em à. Không hiểu sao á, hôm bữa thì mình không có chọn cái này cho nên là nó không có sử dụng cạc màn hình để nó render. Đó, cho nên là bị văng suốt. Thì mình tìm hiểu vô đây mình setting á, mình chỉnh thì ok hết luôn. Ôi. Cái Power Manager thì mình chọn là Adaptive anh em. Như là ô phải Perfect Maximum chứ. Còn cái ở bên dưới này á, anh em chọn On với lại Clam nha. FPS thì anh em chọn 100 hay là ok. FPS. Còn cái low latency này anh em chọn on giống nãy là được. Rồi sau đó là anh em apply. Chọn apply và sau đó là xong, tắt đi. Khi mà anh em tắt đi thì nó sẽ đen cái màn hình đi một tí xíu anh em. Đen cái màn hình đi xíu để cho nó áp dụng cái setting đó thôi. Là như vậy là được anh em. Bây giờ thì mình chơi khá là mượt mà và không bị đứng hình anh em à. Đó. Thì mình cũng đã thử anh em, mình cho nó ngồi trong cái ghế đá công viên này. Mình ngồi từ trưa cho tới chiều luôn em à, nó cũng không bị văng nữa. Cho nên là nó đã lắm anh em à. Giờ là ok đó, mượt mà rồi. Ôi được một cái món quà tiền sao hả? Mở thì xem sao anh em. Trời. 999 tiền anh em à. Hôm nay mình mới mua được cái bộ trang bị mới anh em, yêu cầu các bạn APA gì đó. Đây, hôm nay mình mua được một cái món trang bị mới được nó bán bằng tiền sao anh em, cho nên là mình mua luôn. Hình như là cái bộ nào ta? Cái bộ nào mình mới mua ta? Hình như cái bộ này thì phải anh em à. Ô đây, bộ này nè anh em. Bộ đồ màu đỏ nè. Đây, cái này là con mình nó chơi á, cho nên là để tạo hình con trai. Bỏ lộn, mình tạo hình con gái chứ. Mình là mình chơi là con trai anh em à. Mình chọn nhỏ con xíu thôi. Đó. Bộ áo dài anh em, sau khi mà anh em nhập gift code á, hiện tại bây giờ thì nó có 3 cái gift code em à. Gift code thứ nhất là dọn về nhà, còn gift code thứ hai là gì bản nhạc gì mình quên mất đi rồi ta. Còn gift code thứ ba để xíu mình xem lại thử xem sao, mình sẽ để dưới phần mô tả cho mấy anh em nha. Chắc mà mình nghĩ là mấy anh em nhập hết gift code rồi. Gift code ở trên giả lập anh em dễ mà, anh em vô đây và anh em ủa giả lập nó cũng không có chỗ nhập gift code hả? Thường thì ở trong phần cài đặt nó sẽ có chỗ nhập gift code mà ta. Ở đây thì không thấy anh em. Vì chắc là trên điện thoại nó mới có anh em. Nếu trên điện thoại nó mới có chỗ nhập gift code, còn ở đây thì mình không thấy ha.
như thường trong cây đặt nó có sẽ có một cái chỗ nhập coupon ở đây nè. Vậy là ở giờ thập nó cũng không có, vậy là anh em phải lên trên trang web để mà nhập thôi anh em. Cái trang web nhập thì nó cũng dễ. Đây, cái chỗ nhập gift code này anh em có thể nhập gift code trong trang code360.game nè, bó bọng code360game.vn. Sẽ quy anh em vô cái đường link này là anh em vô chỗ nhập gift code luôn à. Đó, vô đây anh em đăng nhập vô bằng Zin ID, tài khoản khách Facebook với đại Apple ID. Đó, anh em đăng nhập vô và nhập gift code thôi. Còn đây gift code là dọn về nhà nè. Bài hát chào bạn với lại vé thông hành. Thì ở trong đây anh em sẽ nhận được là một cái áo dài, anh em hai cái áo dài chứ. Anh em sẽ nhận được hai cái áo dài với lại một cái gì đó mà mình quên mất tiêu rồi. Ồ, cái đầu này có vẻ phù hợp anh em. Đây, cái đầu vàng của mình gắn thêm cái đầu này nữa vô có vẻ gì đó phù hợp đó nha anh em. Mình nằm được không ta? Hôm qua mình nằm không được. À đây, được rồi nè anh em. Hôm qua thì mình nằm ở đây anh em. Hôm qua mình nằm ở đây nè. Đây, hôm qua mình nằm đây từ trưa đến chiều mà không có ai tới hốt hết nè. Nó có một cái tính, à hình như đúng rồi. Ủa, nó cho mình cái vợt phải không ta? Cái vợt côn trùng. Hình như là cái vợt này là vô game mà như là đăng nhập nó cho luôn thì phải anh em. Nhà mình một cái vợt luôn á. Mình cũng chưa đi bắt côn trùng lần nào anh em à. Bây giờ mình sẽ sẵn, mình sẽ đi bắt côn trùng thử luôn. Xe, lấy chiếc xe nó mới được anh em à. Bán trượt đi. Cái farm nó, cái cam nó mất tiêu nè. À đây, cam pin nè anh em. Mình sẽ vô trong cam 10 giờ nữa mình sẽ đi đào kho báu anh em à. 10, ủa cái thời gian như là thời gian đào như là nó còn 10 tiếng nó sẽ kết thúc rồi phải anh em. Thì đây là lần đầu tiên mình, ủa sao, à lộn, mình tưởng là đổi lại cái hình nhân vật của mình rồi chứ anh em. Rồi ok, thì đây là lần đầu tiên mình đi vô mình bắt côn trùng anh em à. Thì mình cũng không biết cách để có thể bắt côn trùng như thế nào nữa. Để mình vô mình đi tìm, phía trước mình thấy có một con đang bay bay này anh em. Một cái con bọ rùa thì phải anh em à. Ôi nó chạy nhanh quá. Ôi chết rồi, nó bay đâu mất kìa vậy. Ủa, mình mới thấy nó đây mà anh em. Một con bọ rùa. Ôi nó bay mất tiêu rồi anh em à. Mình lại gần cái nó bay mất tiêu hay là do cái đầu hươu cao cổ mình nó cao quá. Để mình bắt con bướm này thử xem sao anh em. Ồ, dính rồi anh em à. Wow, một con bướm vàng anh em à. Một con bướm vàng, để mình đi lên trên núi mình xem thử ở trên núi này có được những cái con côn trùng nào nó mới hơn hay không anh em. Mình sẽ lên cao cao một xíu. Đấy, mình sẽ lên trên cao cao một chút, nhiều khi mình sẽ bắt được những cái con côn trùng hiếm đó sao anh em. Ở đây có một cái khu cấm trại luôn này anh em à. Không biết mình có thể lên trên kia luôn hay không. Em nhảy thử xem sao anh em. Ồ, lên được anh em. Đây mình sẽ lên trên cao hơn nữa thử xem sao anh em à. Hình như là không lên được nữa anh em ơi. Mình chỉ có thể lên được thế đây thôi. Thôi, bây giờ mình sẽ đi vòng vòng ở khu này, mình sẽ khám phá xem thử là vòng vòng đây nó có những cái con côn trùng gì không nha anh em. Thì khi mà fit lại xong á, chơi nó không có bị văng ra nữa, nó rất là vui anh em à. Nào giờ chơi nó văng ra hoài chán. Đứa nào sẽ không fit. Có nhiều anh em chơi trên điện thoại bảo là nó bị lắc anh em. Ở đây có một con côn trùng nó đang đậu nha. Ủa nó đông thiệt rồi ta. Ủa, cái này không biết là có đi gón kiếm đậy không anh em. Hay là nó chỉ có chạy nhanh thôi. Mà muốn bắt được cái con bộ rùa nó hơi khó anh em. Bộ rùa nó nhanh quá à. Không thể nào bắt được. À, số lượng người đi bắt côn trùng đông lắm anh em à. Ôi, ở trong cái map của mình đang bắt là một đống người đang bắt luôn anh em à. Bây giờ côn trùng nó không hiện ra kịp để cái đây là bắt luôn anh em. Wow, có một cái con bướm bướm này anh em. Có một con bướm bướm nè. Dính luôn không? Dính luôn anh em à. À, được anh em. Bắt con vậy cũng được ba mấy đồng chứ. Không biết là có những cái con côn trùng nào đó giá nó cao hơn hay không anh em. Mình sẽ đi tìm con bọ rùa. Hồi nãy giờ mình chưa bắt dính được một cái con bọ rùa nào hết anh em ơi. Mình sẽ đi vòng vòng mình xem thử là cái đầu mình nó cao quá, nó bị dướng anh em à. Bị dướng như cái cành cây cho nên là mình không đi được nè. Ôi dướng cái đầu anh em à. Vãi chưởng. Thôi mình sẽ hạ cái đầu xuống anh em à. Đúng là cái đầu này nó hơi bất lợi với nó bất tiện quá anh em. Đây, mình sẽ mặc cái bộ đồ gấu trúc vô. Bộ đồ gấu tuyết vô anh em à, gấu tuyết vô. Ôi cái đầu cao quá mình. Ủa. À không phải do cái đầu của mình anh em mà ở đây là cái đường ra đâu á. Ủa giờ mình đi đâu vậy ta? Nó vừa mới đưa mình đi đâu anh em à. Mình cũng không biết là nó dẫn mình đi đâu nữa nè. À. Ủa, mình đi ra ngoài thành phố nè. Trời ơi. Mình đi bắt sao nó đi lộn tới ngoài này luôn. Nó đưa mình thấy không hả anh em, lo hái qua bắt bướm không để ý nữa anh em. Không để ý cho nên là bị văng ra tới ngoài luôn. Đi vô ngay cái cửa ga luôn mới gửi chứ anh em. Rồi bây giờ mình sẽ đi tìm thử cái con bộ rùa ấy. Con bộ rùa nó hơi khó bắt anh em à.
chắc mình phải đi nhích 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 gì để nào. Mình thấy một con bướm ở trên này anh em. Con bướm có vẻ như là dễ bắt anh em, khá là dễ bắt. Đây con bướm, bướm vàng, bướm vàng. Chà ha, ủa khó gì nè. Con quỷ bướm, con quỷ bướm. Ok trời ơi, con bướm có 30 tiền anh em à, bèo vãi. Mình đứng trên cao mình sẽ có thể là quan sát được những con côn trùng nó sẽ ở đâu đó. Đây không biết trên này có con gì không, để mình lên trên đây mình xem thử trên này nó có con gì không nha anh em. Ôi không lên được anh em ơi, cao quá, nó rất là cao nên là mình không lên được. Thôi bây giờ mình sẽ đi vòng vòng mình xem thử có cái con côn trùng nào mình bắt hay không. Lấy chiếc xe đạp tình yêu của mình ra anh em. Đây lấy chiếc xe đạp ra lượn một vòng xem thử có cái con này bắt hay không. Ủa bây giờ các bạn này có thể đi gón gán được nè anh em, hay là mình chọn cái này không ta, sao mình không để mình đi gón gán được ta, mình chạy nhanh quá cho nên là bị con côn trùng nó bay mất tiêu rồi anh em à. Con bọ rùa, ôi thanh niên xịn sò chạy chiếc xe. Ai đây đây, mình thấy con bọ rùa nè anh em phải không, phải không, đúng rồi anh em à, con bọ rùa nè. Làm sao để có thể là đi chậm chậm lại đây. À đây đây đây, mình đè vô cây vợt luôn em à, mình đè vô cây vợt luôn. Sau đó mình sẽ đi gón ghén lại. Trời ơi, vậy mà cũng để nó bay mất nữa nè. Khó vậy ta. Con bộ rùa này nó bay nhanh quá anh em à, nó thông minh, nó khôn quá. Không thể nào mà bắt được bộ rùa. Bộ rùa giờ nó đâu rồi ta? Nó không có trốn ở trên con này anh em ơi, mà nó trốn vòng vòng ở đâu đây nè. Đáp mình chán quá, mình vô mình leo tháp vô cực luôn bây giờ. Nghĩ bắt bộ rùa đó anh em. Ây à, trời ơi vãi, con này không à, đây đây trời ơi, nó bay mất tiêu nữa rồi anh em. Thì ra là nó trốn ở trên mấy cái cây này anh em à. Mình sẽ quyết tâm bắt được một con bộ rùa nha anh em, mình sẽ quyết tâm bắt một cái con bộ rùa mà thấy được. Con bướm này thì tương đối dễ bắt anh em. Đó dính liền anh em, trời ơi. Con bướm này rẻ vãi, 20 đồng thôi nè. Con bộ rùa thì khá là khó bắt anh em, nhưng mà con bướm thì rất là dễ bắt. Bộ rùa nó trốn nó mất tiêu anh em, để sẽ đi tìm thử xem sao. Mình cứ lại gần là nó bay mất tiêu rồi anh em à, không biết sao cũng có thể là bắt được em ở đây. Không thấy con bộ rùa nữa, à đằng kia mình đã thấy một con bướm rồi anh em. Ở bây giờ mục tiêu của mình vẫn là con bộ rùa. Mình sẽ đi tìm con bộ rùa, không có con bộ rùa nào bên cây bên kia. Mình cứ đi một vòng mà xíu mình sẽ gặp được một con bộ rùa thôi anh em. Ở đây đây đây. Nó kìa anh em, nó kìa nó kìa. Mình sẽ đi gón gén lại và mình sẽ bắt, hình như là nó sẽ ra ở những cái điểm đó thôi anh em. Cho nên là mình cứ canh mình đi ở những cái điểm này mình sẽ bắt được những con bộ rùa. Đây mình sẽ đi gón gén lại. Ôi không bắt được luôn rồi anh em. Mình cứ đi lại gần là nó bay mất tiêu thôi anh em à. Rồi làm sao để có thể bắt được cái con quỷ bọ rùa đó anh em, chia sẻ cho mình tí kinh nghiệm anh em. Anh em nào bắt được chín bọ rùa chia sẻ cho mình ít kinh nghiệm để mình có thể là bắt được một con bọ rùa nha anh em. Chứ mình là mình bó tay đó. Không thể nào mà bắt được. Cái nhiệm vụ gì đây? Cắm trại biết rằng có một ngôi làng ở kế bên. À trên này như là mình kẻ thách thức, như là mình sẽ leo tháp ở trên này thì phải anh em. À mình làm biến leo quá, mình đang đi bắt bọ rùa mà. Đang đi bắt bọ rùa thì kêu mình vô mình leo tháp. Không leo luôn, không leo. Mình sẽ đi bắt bọ rùa thôi. Quẩy bọ rùa nó mất tiêu rồi anh em à. Khó bắt kinh khủng khiếp. Đây sau khi mình chỉnh xong cái đó thì chơi khá là mượt mà anh em. Ây da, trời ơi con bướm vàng nó chỉ có 26 đồng thôi anh em. Sau khi chỉnh xong thì mình chơi rất là mượt anh em, mực mà không có bị lắc gì hết. Hôm bữa thì mình bị văng liên tục nhá anh em, cứ mình vô khoảng tầm vài phút là mới văng, vài phút là văng. Còn bây giờ mình đi bắt biết lâu, nhiều khi chưa được vài phút anh em vừa mới vô game thôi đó đã văng này. Bắt bọ rùa, ổ lộn bắt bơm bướm, bắt bướm hái qua bắt bướm. À đây có một con bộ rùa ở đây không, à không phải anh em, mình nhòm mà mình tưởng nó là cái con bộ rùa chứ không phải anh em à. Hơi bị mệt mỏi nữa nha, không có chín được một con bộ rùa nào anh em. Cay thật sự. Ở đây chỉ có mỗi bướm với lại bộ rùa anh em. Ngoài ra thì nó còn có những cái con gì khác nữa không anh em? Mình thấy là có nhiều bạn có những cái con như là con ong, rồi con này con kia nhiều lắm.
xong mình nãy giờ mình thấy là có mỗi bướm với lại bọ rùa thôi, không biết ở trên đây có con gì chảnh hay không đó. Và mình thì mình chưa thấy được, chưa bắt dính được con bọ rùa nào. Con bọ rùa nó bay khá là nhanh, cho nên là mình vẫn chưa bắt được em nào hết. Thấy mọi người chỉ bắt ở vòng vòng dưới này thôi mà không lên trên đây đem, vậy là nghĩa là trên đây là không có con gì chảnh là phải. Đây mình thấy là chả ai lên đó đây mà, chẳng là cứ đi vòng vòng dưới này thôi. Trời ơi, mình nhìn cái đó đỏ đỏ mình tưởng là lại con bọ rùa chứ, ám ảnh thôi em à, ám ảnh bọ rùa luôn. Để mình đi vô nhẹ nhẹ vô đây xem thử nè, ở trong này có cái con gì không mà có con bé này đứng đây vậy ta, để mình xem thử có con gì không ta. Không có em à, hết bọ rùa luôn rồi, bọ rùa nó trốn hết rồi em à, xong phim luôn, tạch luôn rồi anh em ơi. Chán hết sức. Hình như đàn bọ rùa nó hay nằm ở trên mấy cái ụ này anh em, nó nằm hay đứng ngay mấy cái ụ nấm nè, tại vì nãy giờ mình thấy là nó hay xuất hiện ở đó anh em. Hay là mình đứng mình canh sẵn để xíu nó bay lại mình dợt nó thôi anh em, cũng được ha, cũng biết chín hay không thôi chứ nó khôn quá anh em à. Mình vừa mới đi lại gần thôi đã bay mất tiêu rồi. Chả bắt dính được nó bao giờ. Rồi hết luôn em, hết bộ rùa luôn rồi. Mình sẽ lấy xe ra mình chạy vòng xem sao. Như là trời tối luôn rồi thì phải anh em, cho nên là không có xuất hiện bướm với lại bộ rùa nữa rồi anh em à. Mấy buổi tối nó xuất hiện đom đóm hay không. Có mình chắc bá lắm hay nè. Ủa các bạn này có một cái ngôi sao ngay cái tên là sao vậy anh em, có anh em nào biết hay không, làm sao để có thể là xuất hiện được cái ngôi sao cặp bánh tên vậy anh em? Có gì anh em comment cho mình hay nha. Tại vì lâu quá không chơi cho nên là nhiều khi có nhiều cái lạ lão mình cũng chả biết anh em. Vì vậy mà anh em nào biết comment bên dưới giúp mình, cảm ơn rất là nhiều. Và bây giờ thôi chắc mình sẽ kết thúc anh em. Đợi nữa quay video của mấy anh em vô đi bắt côn trùng chung cho vui anh em, chứ giờ mình đi có mình buồn quá. Sẽ tạo một cái cuộc thi bắt côn trùng cho mấy anh em tham gia cho vui ha. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video ở đây thôi. Và hẹn gặp lại anh em video tiếp theo về cái tựa game Let's Together. Và anh em đừng quên cho mình một like và đăng ký nha, để mình có động lực tiếp tục có thêm nhiều video về cái tựa game mà cho anh em cùng xem. Và bây giờ thì mình sẽ kết thúc ở đây thôi. À mình bắt chính là một con này anh em. Con này là bướm đêm vằn hổ anh em à. Wow. Ôi có mấy cái quả trứng này phải anh em. Ủa cái trứng này là của anh ta anh em à. Phải trưởng mình tưởng là cái trứng này nó random ngẫu nhiên ngoài đường mình sẽ hốt nó được nha anh em. Trời ơi thì ra là con trứng của người ta. Không biết ở trên mấy cây này có con côn trùng gì để bắt nữa hay không à. Thôi mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn em đã xem video của mình. Và đừng quên cho mình một like và đăng ký nha anh em, để mình có động lực tiếp tục có thêm nhiều video về các thể game mà cho anh em cùng xem. Cảm ơn em rất là nhiều. Tạm biệt anh em. Bye bye anh em.